Rồi, hello anh em. Hôm nay mình đăng cái video để mình bán một số cái tổ chứng nha anh em. Thì anh em nào có đăng cái video của mình, nó có đăng ký kênh mình, thì anh em có cần cái tổ chứng cà cuống để nuôi hoặc là để kinh doanh thì hãy liên hệ với mình cũng được một số tổ nè. Hiện tại còn 7 tổ, 2, 4, 6, 7 tổ. Thì nói chung là mình cũng cho ra cái những cái ô nuôi của mình đã được mười mấy tổ rồi, thì nói chung là những cái tổ này nó còn hơi dư, thì mình sẽ để lại cho anh em với các bạn nào mà có nhu cầu nuôi cà cuống. Thì giá tổ thì mỗi tổ nó sẽ có giá khác nhau, bởi vì tổ nó 120, 150, 170, 200, 200 lẻ, thì có giá khác nhau. Và mình giao, có thể là mình giao cho anh em, nếu anh em ở gần gần thì mình giao trực tiếp luôn, còn nếu anh em xa thì mình gửi xe, mà chỉ giao toàn miền Tây thôi, bởi vì trứng này gửi xa đi không được nha anh em. Gửi xa quá đi 3-4 ngày nó trứng không đạt rồi tội nghiệp anh em làm mà không đạt chứ thôi. Anh em này cũng khuyên anh em nào mà có nuôi cà cuống thì nên mua trứng ở gần nhất, chứ mua xa quá trứng nó dở lắm. Cái này mình cũng tâm sự thiệt, trứng mùa này nó nở rất là đạt nha anh em. Mùa này là một mùa thuận, trứng nó nở rất là đạt, đồng nghĩa với các bạn là nuôi con cà cuống con cũng rất là đạt, cà cuống bố mẹ nó cũng đẻ rất là nhiều. Giá nó mùa này nó rẻ thì anh em cũng tranh thủ mà nuôi, mùa này nó giá nó rẻ. Chứ còn mà vô cái vụ đời xuân á thì mùa lạnh thì giá nó hơi có hơi nhích cao một chút. Rồi anh em có nhu cầu nào cứ liên hệ tới mình nha. Thì mình giao, nếu mà lấy hết hoặc là lấy 4-5 tổ thì mình có thể mình bao luôn cái tiền ship cho các bạn. Rồi gì đây, nếu mà các bạn nào có lấy trứng cà cuống mà cái lượng có 5 tổ á, mình lấy hết á, thì mình sẽ có một số cái phần, một số cái mình sẽ cho thêm các bạn cá mồi nè, mình cho thêm các bạn một bọc trứng dế. Hai cái sản phẩm này các bạn có thể là mua mua con trứng cà cuống, các bạn có thể thêm được 2-3 món nữa nữa, các bạn có thể là về tự động nhân giống mình cho thêm đây cho các bạn làm. Ở đây mình bán mình toàn mình cho thêm không à, bán cá thì cho cá, bán ớt thì cho thêm ớt, bán dế cho thêm dế, bán cà cuống cũng cho luôn thêm cà cuống luôn. Hầu như là mình bán đều mình cho thêm hết, và mình chỉ tận tình cho các bạn luôn, mình nuôi sao mình chỉ cho các bạn y làm y chang vậy, chứ không có thêm giấu giếm bất kỳ một cái kỹ thuật hay một cái gì hết. Ở đây là cái kênh của mình là kênh chia sẻ kinh nghiệm trao đổi với anh em, chứ không phải là một cái kênh để truyền đạt cho anh em một một cái kỹ thuật kỹ năng gì cao siêu lắm. Mình có làm sao mình nói vậy, mình chia sẻ làm sao mình chia sẻ cho anh em vậy thôi. Giờ anh em có nhu cầu thì mua nha. Thì cái tổ chứng này nó có rơi vào ngày 3 ngày cũng có, 4 ngày cũng có, và 1 ngày cũng có, và mấy đêm hôm cũng có. Anh em nào cần cái tổ nào thì mình sẽ tư vấn và bán cho anh em. Rồi, hôm nay mình chia sẻ một số cái tổ chứng cà cuống nha. Anh em nào có cần thì cứ liên hệ tới mình, số điện thoại mình có ghi lưu ghi ở dưới á, ghi sau cái tiêu đề các bạn cứ liên hệ đến số đó.